chương 3, buổi cầu nguyện vào thứ 9, Phi-e-rơ với dân cùng lên đền thờ. Vả có một người què, từ lúc sanh ra cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và dân vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với dân ngó trăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì cha cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và dân thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân danh riêng của mình mà khiến người này đi được vậy. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giêsu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài nên Ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giêsu mà Trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thổi xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Mô-xe có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hãy ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và giáo ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xoay lại khỏi tội ác mình.